Tiểu sử của Đức Giám mục Lorenzo Chu Văn Minh, nguyên Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội. Kính thưa cộng đoàn, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh sinh ngày 27 tháng 12 năm 1943 tại Nam Định. Thân phụ của ngài là một lương y nổi tiếng, được quốc trưởng Bảo Đại cấp bằng Nam Bắc Dược sư. Ngoài ra ông cố còn là chánh trương giáo sứ. Trong thời kỳ giáo dục phổ thông, nhà nước dạy văn hóa, đồng thời cùng cho dạy học thuyết Marxist. Ông cố sợ các con học theo học thuyết vô thần, dẫn đến rời bỏ đạo, nên đã gửi cả ba người con của mình vào học tại các cơ sở giáo dục của Công giáo. Ban đầu, cậu bé Chu Văn Minh đến tiểu trùng viện để học văn hóa, chưa có ý định đi tu, nhưng sau đó dần cảm nghiệm và quyết định đi theo con đường tu tập. Từ năm 1956 đến năm 1960, chúng sinh Chu Văn Minh học tại tiểu trùng viện Thánh Gioan, Hà Nội. Tại đây, các chúng sinh thuộc miền Nam Định được phân ra làm hai. Lớp nhỏ có 4 người được linh mục Phaolô Lê Đắc Trọng, nguyên hiệu trưởng trường Lê Bảo Tình dạy, và lớp lớn 4 người học với cha Đinh Lưu Nhân, nguyên giám đốc trùng viện. Chúng sinh Chu Văn Minh thuộc nhóm 4 chúng sinh lớn tuổi, theo học với linh mục Đinh Lưu Nhân về trật học và thần học. Mỗi tuần học 3 buổi, từ năm 1961 đến năm 1967. Nhóm 4 chúng sinh này sau 2 năm đầu chỉ còn 2 người. Việc học của 2 người này sắp hoàn tất thì cha Đinh Lưu Nhân bị trúng bom, qua đời tháng 3 năm 1967. Ngoài việc học tập theo chương trình tu học cách kiến đáo, các chúng sinh phải lao động kiếm sống. Do có bố đẻ thuộc vào diện tư sản và theo học trường đào tạo linh mục, nên chúng sinh Chu Văn Minh không được bất cứ cơ quan nào nhận vào làm việc. Ngài phải hành nghề cắt tóc trong suốt 20 năm, từ năm 1960 đến 1980. Trong 16 năm đầu tiên, tuy có đóng thuế đầy đủ, song ngài không được cấp giấy phép kinh doanh. Vì không được chính thức công nhận, nên ngài thường bị xua đuổi, nơi hành nghề không ổn định. 4 năm cuối, ngài được chính thức công nhận là xã viên cắt tóc ọc và được cấp giấy kinh doanh hành nghề và làm việc trong một cửa hàng phục vụ trong nhà. Trong thời kỳ khó khăn và hành nghề cắt tóc, ngài còn có sở thích đọc sách và tìm đọc nhiều loại sách thuộc nhiều chủ đề khác nhau mà ngài đánh giá là ích lợi cho đời sống linh mục, vốn khi đó không được cho phép có nhiều người hỗ trợ công việc mục vụ. Trong thời gian hành nghề cắt tóc, ngài cũng có dịp tiếp xúc nhiều loại người của xã hội, hiểu biết hơn về họ. Chính quyền Việt Nam hỗ trợ cho các tổng giám mục Hà Nội, thỉnh thoảng có các đợt truyền chức từ các thầy giảng lâu năm và cựu chúng sinh Gioan về học ít thời gian rồi thù phong linh mục. Việc truyền chức cũng lưu ý tránh chọn các chúng sinh cũ, lâu năm vì ảnh hưởng của các thừa sai pháp. Nhà nước Việt Nam nói thẳng với nhóm của chúng sinh Chu Văn Minh rằng không bao giờ cho họ thù phong linh mục. Tất cả các chúng sinh cuối cùng của chúng viện Gioan cũ còn lại 6 người. Trong đó, nhiều người bị tù giam vì chỉ hướng làm linh mục. Sau khi Liên Xô sụp đổ, chính sách tôn giáo của Việt Nam đổi mới, 6 cựu chúng sinh này được đưa vào tù huấn 2 năm ở Đài Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Ngày 10 tháng 6 năm 1994, thầy Lorenzo Chu Văn Minh được phong chức linh mục tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Chủ phong là Đức cha Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, cũng là nguyên giám đốc tiểu chủng viện Thánh Gioan xưa. Thánh lễ truyền chức đầy cảm xúc vì các chúng sinh được truyền chức linh mục sau nhiều năm đợi chờ. Sau khi được thủ phong linh mục, cha Lorenzo Chu Văn Minh được bổ nhiệm về giữ chức vụ linh mục phó giáo xứ Nam Định. Từ năm 1995 đến năm 2000, ngài được cử đi du học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana Roma và tốt nghiệp bằng tiến sĩ thần học tín lý với luận văn có chủ đề Đối thoại giữa người Công giáo và Phật giáo dưới ánh sáng giáo huấn của Hội Thánh về đối thoại liên tôn. Ngày 2 tháng 9 năm 2001, ngài trở thành giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Đến ngày 26 tháng 2 năm 2002, ngài là thành viên Hội đồng Tư vấn của Tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 15 tháng 10 cùng năm, ngài được bổ nhiệm làm giám học Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, nơi đào tạo linh mục cho các tỉnh miền Bắc Việt Nam.
Ngày 4 tháng 8 năm 2003, cha Lorenzo Chu Văn Minh trở thành phó giám đốc thường trực Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Và đến ngày 1 tháng 8 năm 2005, ngài lại được bổ nhiệm làm giám đốc Đại chủng viện này. Ngày 15 tháng 10 năm 2008, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 bổ nhiệm cha Lorenzo Chu Văn Minh làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội. Cùng trong đợt bổ nhiệm này, có cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm được bổ nhiệm làm tân giám mục phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 18 tháng 10 năm 2008, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã gửi thư cho giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội nhằm loan báo về tin bổ nhiệm này. Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt cho rằng tình thương yêu chăm sóc của Chúa một lần nữa được biểu lộ qua việc Tòa Thánh bổ nhiệm cha Lorenzo làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội. Thánh lễ tấn phong giám mục cho cha Lorenzo Chu Văn Minh được cử hành ngày 5 tháng 12 năm 2008 tại nhà thờ Quảng trường Nam Định. Chủ phong trong thánh lễ là Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục giáo phận Hà Nội. Hai giám mục phụ phong là Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, và Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng, nguyên giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội. Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng cũng chính là nghĩa phụ của tân giám mục Lorenzo Chu Văn Minh. Ngày 6 tháng 12 năm 2018, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh đã dâng thánh lễ đồng tế tại Tổng giáo phận Hà Nội nhân kỷ niệm 10 năm chịu chức giám mục. Tham dự lễ tạ ơn này có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, nguyên Tổng giám mục Hà Nội, cùng Đức nguyên giám mục giáo phận Phạt Diệm và đông đảo linh mục, chúng sinh, tu sĩ cùng giáo dân Tổng giáo phận đến tham dự. Đức cha tân cử Lorenzo Chu Văn Minh giải nghị huy hiệu giám mục của mình như sau. Hình ảnh trái tim có thập giá ở tâm điểm là biểu hiện cho tình yêu Kitô. Bàn tay tượng trưng cho hành động, việc làm. Mũ và dây tua là biểu tượng của chức giám mục. Ba màu, xanh, nâu, đỏ, tượng trưng cho thiên, địa, nhân. Hai gam màu nóng lạnh, tuy tương phản, nhưng lại tạo nên một tổng thể hài hòa. Cùng vậy, tinh thần phục vụ trong đức ái sẽ nối kết những khác biệt, đối nghịch, cải hóa và canh tân toàn thể xã hội, khiến con người tràn trề sức sống, an bình, tươi vui và hạnh phúc. Bên ngoài là thành giả kẹp được kết bằng cây tre, cành trúc biểu hiện tính cách Việt Nam. Cây thành giả nhỏ biểu hiện thân phần nhỏ bé của con người nương dưới bóng, liên kết chặt chẽ với cây thành giả lớn của Đức Giêsu Kitô. Ngày 26 tháng 1 năm 2019, Đức Giáo hoàng chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh và cho phép ngài nghỉ hưu theo quy định của giáo luật. Ngày 1 tháng 6 năm 2019, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự thánh lễ bế giảng khoa thần học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Nhân dịp này, Đức Tổng Giuse đã bổ nhiệm ban giám đốc mới của Đại chủng viện. Cha Bruno Phạm Bá Quế làm giám đốc được bổ nhiệm kế nhiệm chức vụ giám đốc của Đức cha Chu Văn Minh để lại và cha Giuse Nguyễn Văn Diệm làm phó giám đốc. Năm 2012, trong dịp lễ kính thánh Lorenzo, Đức Tổng giám mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhân đã nhận xét về Đức cha phụ tá như sau. Giám mục phụ tá là chứng nhân sống động của thánh Lorenzo nhờ vào lòng nhiệt thành tông đồ và đời sống khiêm nhường của ngài. Nhân ngày quốc tế đời tận hiến, ngày 2 tháng 2 năm 2009, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh đã có bài trả lời phỏng vấn với nhan đề Cảm nghiệm sự đợi chờ. Đức cha chia sẻ với độc giả những cảm nhận về thời gian âm thầm chờ đợi để được Chúa gọi đến làm tạc vụ linh mục. Sau năm 1954, nước Việt Nam bị chia cắt thành hai miền Bắc Nam. Khi ấy, 2/3 số linh mục của giáo phận Hà Nội đã di cư vào Nam, số còn lại chưa đầy 60 linh mục. Trong số đó, phần lớn là những linh mục cao tuổi. Chỉ có khoảng chục linh mục trẻ ở lứa tuổi 35-40 phải phục vụ 135 giáo xứ với gần 500 nhà thờ. Năm 1955, khi thể số các linh mục trong giáo phận quá ít ỏi, Đức cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê gấp rút mở tiểu chủng viện Thánh Gioan dưới quyền điều hành của cha già lời.
Một năm sau ngày tiểu chủng viện do An mở cửa, cha Phaolô Phạm Đình Tùng, một linh mục 36 tuổi rất năng động, được chọn làm giám đốc. Ban giáo sư gồm có cha Chính Vinh, cha Oánh, cha Thông, thầy Sang và một số cha người Pháp thuộc hội thừa Sai Paris cùng tham gia công việc huấn luyện. Tuy nhiên, đến năm 1958, các cha thuộc hội thừa Sai bị trục xuất khỏi miền Bắc. Sự kiện chẳng lành xảy ra vào năm 1960, khi ban giám đốc tiểu chủng viện không chấp nhận giáo viên nhà nước vào dạy chính trị trong trường, vì thế nhà nước đã buộc chủng viện phải đóng cửa. Tất cả 185 chủng sinh phải về sống tại gia đình. Khi ấy, nhiều người cho rằng trong một tương lai gần, chủng viện sẽ được mở cửa trở lại, nhưng rồi chờ mãi không thấy ngày ấy đến. Nhìn thấy tương lai mù mịt, không biết đến bao giờ mới được trở lại trường, nên ai nấy đều phải tìm kế sinh nhai trong thời gian chờ đợi. Lúc ấy, các chủng sinh miền Nam Định được chia ra làm hai lớp. Lớp nhỏ gồm 4 người được cha Phaolô Lê Đắc Trọng, nguyên hiệu trưởng trường Lê Bảo Tình chăm sóc hướng dẫn, và lớp lớn cũng gồm 4 người đến với cha Chính Đinh Lưu Nhân, nguyên giám đốc chủng viện Pio. Cha Nhân đã từng du học tại Paris 19 năm với 4 bằng thạc sĩ, văn chương, khoa học, triết học và thần học. Tuy xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng cha Nhân có lối sống khó nghèo, bình dị, yêu thương mọi người. Ngài còn đặc biệt yêu thương, tận tình chăm sóc và nêu gương đạo đức thánh thiện cho các chúng sinh. Ảnh hưởng của Ngài đối với chúng sinh chúng tôi thật lớn lao và sâu đậm. Chúng tôi theo học triết học và thần học với Ngài mỗi tuần 3 buổi. Và cứ như vậy trong suốt 6 năm trời, từ năm 1961 đến năm 1967. Ban đầu, lớp học có 4 người, nhưng sau 2 năm chỉ còn lại 2 người. Vào tháng 3 năm 1967, Ngài từ trần vì bom của máy bay Mỹ trong cuộc chiến tại miền Bắc. Vào thời gian này, chúng tôi cũng đã học gần xong cuốn luân lý cuối cùng của Đức Cha Thịnh. Như thế có thể coi như tạm xong chương trình. Trong thời gian này, ngoài việc học tập một cách kín đáo, mỗi chúng tôi vẫn phải đi lao động kiếm sống. Những anh em ở nông thôn thì làm ruộng, đánh cá, còn tôi ở thành phố thì gặp nhiều khó khăn hơn. Vì bố làm chánh trương xứ, gia đình tư sản thuộc thành phần cải tạo, bản thân tôi lại học trường mà người đời gọi là trường cổ đạo, là trường phạt động, nên không được nhận vào làm việc ở bất cứ cơ quan nào. Vì vậy, tôi đành phải làm nghề cắt tóc, nghề lao động chân tay để sinh sống. Nghề này không cần phải qua trường lớp, cũng chẳng thuộc cơ quan nhà nước nào, nhưng nằm dưới quyền tổ chức của hợp tác xã. Suốt 20 năm hành nghề, từ năm 1960 đến 1980, thì 16 năm đầu tuy tôi có đóng thuế đầy đủ, song tôi không được cấp giấy phép kinh doanh. Vì không được chính thức công nhận hành nghề, nên tôi thường bị xua đuổi, nay đây mai đó, lúc đầu đường, khi xó chợ, nơi làm việc không ổn định. Chỉ 4 năm cuối cùng, tôi mới được chính thức công nhận là xã viên cắt tóc và được cấp giấy kinh doanh hành nghề, được làm chung trong một cửa hàng phục vụ trong nhà. Năm 1980, cụ thân sinh qua đời, tôi ở nhà và làm nghề bán thuốc đông y vì đó là nghề thuộc gia truyền. Ông cụ tôi vốn là lương y nổi tiếng, được cục trưởng bảo đại cấp bằng Nam Bắc dược sư. Tuy bị gạt bỏ bên lề xã hội, bị phân biệt đối xử, tôi không nản chí, nhưng tìm mọi cách để tiếp tục học tập trau dồi kiến thức và gìn giữ ơn gọi. Tôi có cái thú thích xem truyện, xem sách, thời gian đi làm mỗi ngày là 8 giờ, nhưng phục vụ khách thường chỉ chiếm 4 giờ. Còn 4 giờ rảnh, tôi tranh thủ xem sách. Hàng tuần tôi vào thư viện thành phố mượn sách, mỗi tuần 2 cuốn, đều như thế suốt mấy chục năm. Sau thành thói quen, lúc nào rảnh rồi tôi lại xem sách. Trong thời kỳ chiến tranh, nhân dân phải sơ tán ra khỏi thành phố, còn một mình tôi ở nhà. Khi ăn cơm cùng xem sách, tôi thì đủ loại sách, nhất là những sách văn học cổ kim, đông tây, thi ca, văn chương, các tác phẩm cổ điển, các sách khoa học nghệ thuật thưởng thức như âm nhạc, hội họa, kiến trúc, điện ảnh, các chuyên khoa như tổ chức, tâm lý, giáo dục v.v. Tất cả những gì tôi thấy là có ích cho tác vụ linh mục sau này. Nhờ đó kiến thức của tôi cũng được mở mang thêm.
học qua sách vở, học trong trường đời, như Maxim Gorky gọi đời là trường đại học của ông. Học bằng cách quan sát, nhận xét, tìm nguyên tắc, rút ra kinh nghiệm. Điều thiết yếu trong cuộc sống là phải luôn sẵn sàng là một người học trò và phải biết học hỏi ngay từ những điều bình thường, từ những con người giản dị nhất, vì trường đời rất phong phú, đa dạng. Miễn là ta biết học hỏi, tìm hiểu, phân tích và tiếp thu. Khi làm nghề cắt tóc, hàng ngày phải tiếp xúc với con người thuộc mọi lứa tuổi, già trẻ, lớn bé, mọi thành phần, đủ mọi hạng người, cán bộ, dân thường, người trí thức, dân lao động, người lương thiện, hàng lưu manh, người giàu có, giới trung lưu, dân nghèo, người hành khất thôi thì đủ cả. Nhờ thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, chuyện trò với nhiều loại người như thế, nên có thể nói, con người không xa lạ đối với tôi. Tôi cảm thấy gần gũi con người hơn, hiểu biết con người hơn, biết họ suy nghĩ gì, yêu gì, ghét gì, muốn gì, hy vọng gì. Đó là cái kho báu cho công việc mục vụ sau này của linh mục để có thể tiếp cận họ, thuyết phục họ và cải hóa họ. Vào thời kỳ khó khăn đó, linh mục thường không được phép có người giúp việc, đơn thương độc mã một mình phục vụ giáo xứ, làm tất tật mọi việc. Từ cử hành các bí tích trong nhà thờ, dọn bàn thờ, kéo chuông, quét sân, đến những việc trong nhà xứ như tiếp khách, đi chợ, nấu cơm v.v. Nên tôi quan niệm linh mục thời đại là phải biết làm hết mọi việc, tự lực cánh sinh, cho nên đã chuẩn bị cho mình có thể tự sống trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Về việc đạo đức, hàng ngày tôi đi nhà thờ sớm chiều, sáng lễ, chiều chầu, tham gia thường xuyên. Dù tạnh nắng, mưa gió, đường phố ngập lụt cũng lội đi, có khi đến nhà thờ chỉ có vài người, ít người quá phải đọc kinh riêng. Thậm chí có hôm trời mưa bão, đến thì nhà thờ đóng cửa vì không có ai. Xem sách đạo đức, thánh kinh, hàng tháng có tịnh tâm đều đều. Trong cuộc sống hàng ngày, khi phải làm công việc gì khác thường, tôi luôn xin Chúa soi sáng. Khi tiếp xúc với ai, đều nhắc nhở rằng mình là chúng sinh, với cương vị đó mình phải xử sự thế nào cho xứng đáng. Thời đó trường phổ thông của nhà nước dạy văn hóa đồng thời cùng dạy học thuyết Marxist. Ông cụ tôi sợ con cái bị tiêm nhiễm học thuyết vô thần, mất đạo, nên gửi cả ba anh em tôi lên Hà Nội học. Hai anh em trai, tôi 14 tuổi, em tôi 11 tuổi, và học tiểu chủng viện cho An. Còn cô em gái 7 tuổi vào tu viện Thánh Mẫu, sau này hai em về đời, chỉ còn mình tôi tu trì. Lúc đầu, tôi vào chủng viện chỉ để học văn hóa, đâu biết là trường đào tạo linh mục. Nhưng qua các chương trình học, qua những buổi huấn dụ của cha giám đốc, dần dần tôi thấy ý nghĩa cao đẹp của sự vụ linh mục. Nhận ra ơn gọi của mình, nên tôi đã quyết tâm bước theo và theo đến cùng. Tiểu chủng viện Thánh Gioan bị đóng cửa năm 1960 đến năm 1973. Con số linh mục thiếu nghiêm trọng, cả giáo phận chỉ còn khoảng 25 linh mục già yếu. Vì suốt 19 năm không có đài chủng viện để đào tạo linh mục, trừ một trường hợp đặc biệt của cha Sang. Vì Hà Nội là thủ đô, là bộ mặt cả nước, nên nhà nước cũng phải lưu tâm đến dư luận thế giới. Không thể để sinh hoạt tôn giáo tăng lùi hàng được. Nên thời đó nhà nước mới cho phép chính cựu chủng sinh Gioan về học và chịu chức linh mục năm 1977. Sau đó, thi thoảng vì quá thiếu linh mục, nhà nước lại cho một số thầy giảng cao tuổi về thủ huấn mấy năm rồi cho thủ phong linh mục. Chính quyền nói với Đức Hồng Y Trịnh Văn Căng nên chọn những chủng sinh mới, còn những cựu chủng sinh thì loại bỏ hẳn vì những người đó chịu ảnh hưởng của chính quyền cũ, ảnh hưởng của các cha thừa sai pháp. Các đấng bề trên tuy vẫn thương chúng tôi, nhưng không thể làm gì hơn. Nhà nước cũng nói thẳng với chúng tôi rằng không bao giờ để chúng tôi thủ phong linh mục. Thời kỳ này ở các giáo phận chung quanh như Hưng Hóa, Bắc Ninh, Hải Phòng, Bùi Chu, Phạc Diệm, Thái Bình, các giám mục thường truyền chức linh mục cách kín đáo, chỉ trừ Hà Nội, vì Đức Hồng Y Trịnh Như Khuê và Đức Hồng Y Trịnh Văn Căng không muốn thế. Vì thế, chúng tôi đành phải âm thầm sống ơn gọi của mình. Trong cuộc sống, chúng ta không thể tránh khỏi đợi chờ. Dường như bất cứ lúc nào chúng ta cũng như đang đợi chờ một điều gì đó. Chúng ta chờ nghe tin một tin gì đến, hoặc vui, hoặc buồn.
chúng ta chờ đến ngày ra trường hoặc một chuyến đi xa, chúng ta chờ một quyết định nào đó, chúng ta chờ ai đó thay đổi ý kiến, vân vân. Mỗi ngày mang đến cho chúng ta bao cơ hội đợi chờ. Dù muốn hay không, ta cũng vẫn phải đợi chờ. Vì đã xác định ơn gọi cao đẹp của mình, nhận ra tiếng Chúa gọi, nên chúng tôi quyết theo, quyết chờ. Trong hoàn cảnh khó khăn, với cái nhìn lạc quan dưới lăng kính màu hồng, thì vẫn có một chút hy vọng. Tôi thường nói, một phần nghìn tia hy vọng. Hy vọng rằng, đến một lúc nào đó thời thế sẽ khác đi, hoàn cảnh sẽ dễ dàng hơn, một ngày kia mình sẽ được trở lại trụng viện. Dù thế nào đi nữa thì vẫn là hy vọng. Với cái nhìn bi quan, coi lăng kính đen tối, nếu thời cuộc ngày càng khó khăn hơn, đạo càng bị o ép, những chúng sinh có khả năng càng ít, số linh mục ngày càng hiếm, thì những người tương đối được học hành và hiểu biết về đạo như mình lại càng hữu ích cho giáo hội hơn. Giáo hội càng cần đến những người như mình hơn, do đó mình càng phải kiên trì mà sống, mà phục vụ cho giáo hội hơn. Hồi còn nhỏ, anh em chúng tôi thích chơi trồng cây. Ở thành phố không có vườn đất, chúng tôi lấy một cái bạt con cho đất vào, pha tro, rồi lấy một củ hành khô để trồng, ngày nào cũng chăm tưới nước, chăm sóc hết mực. Vì sân nhỏ, ánh sáng mặt trời chiếu ít, thấy người lớn nói, muốn cây mau lớn cần nhiều ánh mặt trời, nên luôn tìm cách xê cái bạt trồng hành di chuyển đến những nơi có ánh sáng nhiều nhất cho cây mau lớn. Vài ngày lại bới lên xem củ hành đã bén rễ chưa, ngày nào cũng đem so sánh cây hành của mình với cây của anh em khác xem cao thấp. Nếu cây thấp hơn thì cầm cây kéo lên cao bằng của người khác cho khỏi bị thua kém. Nhưng chính vì sốt nổi quá, vì lay động nhiều nên cây bị long rễ, chẳng những không lớn nhanh mà hành còn bị chết nửa. Sao không hơn, thi, mong thì mong, xong cũng phải biết kiên nhẫn, biết đợi chờ thì mới thành công được. Đâu cứ vội vàng, đốc thúc, muốn mau chóng mà được. Hãy sống tốt giờ phục hiện tại để tiến đến tương lai. Học cách đợi chờ, tập tính kiên nhẫn sẽ giúp ta giữ được tính bình tĩnh khi phải đợi chờ một điều gì đó. Xưa Trần Bình, tể tướng của hàng Cao Tổ khi còn hàng Vi, làm nghề hàng thịt, người ta khen ông thái thịt, chia cổ rất đều, chính xác. Ông cười, nói, đó là nghề của ông. Sau này có làm quan, phân công chia việc cũng công bằng, chính xác như thế. Tuy ông có tài kinh bang tể thế, nhưng trong hoàn cảnh bán thịt thì cứ làm cho tốt việc bán thịt đi. Bất cứ trong tình huống nào cũng làm tròn công việc của mình. Kiên nhẫn là một chuyện, còn phải nhẫn nhịn, thậm chí còn phải nhẫn nhục nữa. Như Hàng Tín, một mệnh tướng của hàng Cao Tổ, sau này làm đến triều vương. Thuộc hàng Vi xin ăn ở chợ, gặp anh hàng thịt khinh mạng, và bị hàng thỏa mà là thân nam tử, sức dài, vai rộng, ma kiểm sắc mà không nuôi nổi mình, phải xin ăn. Rồi hắn còn thách thức, nếu giờ hãy rụt cơm giật hắn đi, nếu không dám hãy chui qua trôn hắn. Hàng Tín đã nuốt nhục luồn qua trôn của anh hàng thịt mà đi, để khỏi hỏng chí lớn. Nhưng đợi điều gì? Chờ bao lâu là đủ lại là vấn đề. Hoa nào không tàn, tiệc nào không tan, tình nào không phôi phai. Ở ngoài đời vài ba năm là lâu rồi. Trong bài hát Cô Lái Đò, khi đợi mãi người yêu, có câu: xuân này đến như đã ba xuân, đón lửa tình yêu tắt nguội dần. Bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông, cô lái đò kia đi lấy chồng. Truyền thuyết Việt Nam về đá vòng phu kể người phụ nữ ôm con đứng ngóng chồng, nhưng người chinh phu chẳng bao giờ trở về. Người phụ nữ cứ đợi, đợi mãi sau hóa thành đá đứng sừng giữa đất trời, thi gan cùng gió mưa, năm tháng. Tuy không gặp được chồng, nhưng cũng tỏ cho thiên hạ thấy lòng chung thủy sắc son của người phụ nữ Việt Nam. Còn phần chúng ta, phải đợi Chúa bao lâu là đủ? 5 năm, 10 năm ư? Chưa. 15 năm, 20 năm ư? Chưa. Chúa nói, phúc cho ai bền đổ đến cùng. Thời gian chờ đợi có thể ngắn dài khác nhau. Đối với mỗi người, cụ thể là bao lâu, chỉ có Chúa mới biết. Trong anh em chúng tôi có những người theo đuổi ơn gọi, đợi chờ lâu năm, thậm chí có người đã kiên trì hơn 20 năm, tới năm thứ 27 thì bỏ cuộc.
Nhóm 6 người chúng tôi, những cựu chúng sinh cuối cùng của tiểu chủng viện Thánh Gioan xưa thì đợi chờ 32 năm ở ngoài đời. Nhưng 3 người trong bọn tôi, trong 32 năm đó còn trải qua những năm dài bị giam cầm trong trại cải tạo. Như cha Nghị 9 năm rưỡi, cha Đài 13 năm, cha Hiệp 19 năm. Với một lý do nghe ra thật kỳ cục, không chịu lấy vợ, cứ muốn tu trì làm linh mục. Khi Liên Xô sụp đổ, đất nước ta đến thời kỳ mở cửa, chính sách tôn giáo đổi mới. Giữa năm 1992, 6 cựu chúng sinh chúng tôi mới được về thù huấn 2 năm ở Đài Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Năm 1994 được thù phong linh mục do Đức Hồng Y Phạm Đình Tùng, nguyên giám đốc tiểu chủng viện Thánh Gioan xưa. Trong bầu khí linh thiêng ngày lễ đó, cả vị chủ tế lẫn những người thù phong đều nước mắt tràn mi, xúc động khôn xiết, vì cả thầy trò, cha con đều đã được Chúa thương nhậm lời sau gần 40 năm khẩn nguyện, đợi chờ. Có nhiều cách đợi chờ, chờ cách thụ động, tiêu cực, chờ một cái gì nó đến mà cứ ngồi rồi, không làm gì, không có phần nào cho việc nó đến, hoặc đợi chờ cách năng động, tích cực, tận dụng những cơ hội hiện tại để phát triển và thu lượm những hiểu biết, kinh nghiệm, chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện trong tương lai những điều ước mong. Trên đời này có nhiều thứ đáng để ta phải chờ đợi. Đối với chúng tôi, đó là thiên chức linh mục. Mong có ngày bước đến bàn thánh để tế lễ Thiên Chúa, đi rao giảng tin mừng cho muôn dân. Đó là lý tưởng và ý nghĩa của đời chúng tôi, cho dù phải bỏ ra bao công sức, thời gian, bao cố gắng hy sinh cũng không quản. Từ năm 1956 khi vào tiểu chủng viện Gioan đến năm 1992 khi trở lại đại chủng viện Giuse và thủ phong linh mục năm 1994, suốt 38 năm, ngày nào cũng như ngày nào, khi đọc kinh sáng và đọc kinh tắc lửa, tôi hằng nguyện xin Chúa và Đức Mẹ bảo vệ, phù trì tôi được giữ ơn gọi linh mục, cho tôi làm linh mục. Tôi chưa hề xin được làm chức vụ nào khác. Cuối cùng, Chúa đã nhậm lời tôi khẩn nguyện khi Ngài nâng tôi lên chức linh mục. Hơn nữa, Chúa còn cho tôi đi tu học ở Roma. Nay phải đảm nhiệm những chức vụ khác nhau trong giáo phận. Bây giờ tôi chỉ xin Chúa giúp làm tròn trách nhiệm Chúa và giáo hội trao phó. Kính thưa cộng đoàn, như vậy, đến năm 2024, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh đã tròn 81 tuổi với 30 năm linh mục và 16 năm trong sự vụ giám mục. Chúng ta cùng chúc mừng và hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa nâng đỡ Ngài sống an vui trong tuổi già. Trên đây là những thông tin khái quát về cuộc đời của Đức cha Lorenzo được chúng con tổng hợp từ một số nguồn tư liệu khác nhau, chắc chắn là không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu quý vị muốn đóng góp ý kiến, xin vui lòng comment vào phần bình luận dưới video. Xin quý vị và cộng đoàn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký theo dõi và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem.